Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ cầu Cái Cấm. Cái này là nằm trên quốc lộ 60 nha. Đi nếu mà đi ngược lại phía sau lưng mình chút xíu nữa thì tới cầu Hàm Luông rồi. Thì mình mới vừa chạy qua cầu Hàm Luông chút xíu à. Cái hướng này thì mình đi thẳng thì mình đi qua bên những chỗ thị trấn Mỏ Cày mà đi qua Trà Vinh được. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi về xã Hạnh Ngãi với xã Phú Mỹ của huyện Mỏ Cày Bắc. Đây là mình đang ở xã Tân Thành Bình nha. Mình chạy chút xíu nó có ngã tư của mình sẽ quẹo. Là mình chạy cái hướng đường về chợ Lách đó. Mình coi trên mạng thì cái khu vực Phú Mỹ, Phú Sơn đồ thì khu vực đó người ta trồng bông giấy rất là nhiều. Giống như là có nguyên một cái làng bông giấy ở trển nha. Bữa rồi mình cũng tính đi trển mà mình chạy lạc hướng, mình chạy qua bên kia, cái đường bên kia nên nó hơi thất bại một tí. Mình chạy cái đường Ba Vác rồi mình đi thẳng lên trên chợ Lách luôn thì nó bị trớt. Nên bữa nay mình chạy lại. Ngay phía trước mặt mình có cái ngã tư nè. Nghĩa là bạn vừa qua cầu Cái Cấm chút xíu là có ngã tư nhỏ này nè. Nếu mà chạy tới chút xíu nữa thì hồi cái đường kia là đi về Ba Vác rồi. Mà mình sẽ quẹo phải ở đây. Đi đường này thì toàn là cây cỏ đúng không ạ? Ở đây thì gần đầu lộ bởi vì nhà nó cũng đông đông đường tí. Chứ nếu mà chạy vô trong thì nó khá là vắng. Ở phía trước mặt mình đó là cầu Cả Ngang. Còn phía bên phải thì nó đang bán vật liệu xây dựng. Mùa này thì bán vật liệu xây dựng đắt chứ lắm. Này mình đi qua đây là mình đi qua bên xã Hạnh Ngãi rồi nha. Ở đây người ta che lưới nè, cái lộ mát đuổi luôn. Ở đây mình thấy đa phần người ta trồng toàn là dừa không à. Hình như là chắc khoảng 90% á. Có một số ít thì có thêm trồng thêm bưởi đâu nữa. Bưởi hoặc là mãng cầu na. Cũng như bên trái mình có mấy cây bưởi. Nhưng mà dừa vẫn là chính. Vậy như người ta trồng dừa, người ta đang xen mấy loại cây trái cây vô, mỗi thứ vài cây nha. Mấy dọc đường thì các bạn thấy những cây mai người ta trồng ven đường nhiều lắm. Thường mai đó mà gần Tết đó, người ta lãi lá nó nở nhìn đã lắm. Còn phía sau thì toàn là dừa không ạ. Dừa với chuối. Chuối thì gần như là ở đâu cũng gặp. Nó dễ trồng lắm. Nếu mà tính ra chuối nó dễ trồng hơn dừa nữa. Nhưng mà mỗi lần có hoài xong phải chặt. Nhưng mà nó lên cây con lẹ lắm. Đặc biệt là mùa mưa này nè. Chuối nó lên dữ hơn lắm. Này thì không phải là trục giao thông chính, bởi vậy nó cũng hơi vắng. Tại vì đa phần đi chợ Lách thì người ta đi đường ngay chỗ đi ngang qua chợ Ba Vác không à, chết đi đường này lắm. Cái đường này lộ nó nhỏ nữa. Hình thoảng thì chạy ngang mình thấy có mấy chỗ người ta có trồng nhãn nhưng mà ít. Rồi mình thích nhất mà người ta che lưới như vậy nè, nó mát nguyên cái lộ luôn. Thường nhà người ta bán quán hay bán tạp hóa vậy, thỉnh thoảng có người sẽ che như vậy. Ở đây người ta có bán trái cây, bán chuối, bán xài đâu. Thường thì nó ở trong nhà vườn có, người ta đem ra người ta bán. Thường thì những cái con đường quê gì bán cũng không được nhiều nữa. Ví dụ như lâu lâu các bạn gặp cái chỗ bán nước,
hoặc là bán bia nước ngọt, còn không thì bán tạp hóa thôi. Nói chung là ở dưới quê thì nó cũng chỉ có vài chỗ thôi, còn mấy bạn muốn mở mấy cái quán xịn quá thì gần như là bán không ra. Nó cũng như mấy quán trà sữa vậy đó, ví dụ như gần trường học thì còn bán được, chứ lửng tửng thì mở mình nó riêng một mình một cõi thì gần như là bán buôn chả được gì. Này mình đi giờ là hơn 10 giờ rồi, trời nắng rất là rát luôn, nhưng mà ở đây thì đất vườn mới chạy nó cũng khỏe lắm, nó đỡ hơn chạy ngoài lộ. Lộ nhựa là chịu không nổi đâu, chứ còn đây toàn là cây thôi mà nó khá là khỏe. Ở đây làm như là có cái chợ nhỏ ở đây vậy, mà coi bản đồ không thấy tên tuổi gì hết. Giờ này người ta cũng muốn gần dẹp rồi, đa phần là những cái hộp chợ gì thì chừng 6-7 giờ là xong rồi, hơn 7 giờ là bắt đầu vắng dần rồi. Đường này thì chạy im hơn là cái đường bên xã Thanh Tân bữa hôm kia mình chạy, nó lộ này chạy cũng còn ngon lắm. Ở đây có bụi tre rất là mát luôn. Thường thường mình chạy dọc lộ mình thích nhất là những cái bụi tre hoặc là những cái cây, cái me hay là cái bàng rồi, nó mát kinh khủng lắm. Còn mấy bạn đứng né né với mấy cây dừa thì mấy bạn cẩn thận nha, nhiều khi dừa khô nó rụng là cũng mệt lắm á. Ở mình thì lâu lâu cũng có người bị, cũng ít lắm, 2-3 năm mới nghe có một người bị dừa rụng trúng. Thường rụng trúng vậy thì nó bị nứt xương nữa thôi chứ không có nặng lắm. Ở đây dọc hai bên đường nó trồng mai rất là nhiều nè, ở bên trái mình có dừa cây giống nè. Dừa cây giống ở đây mình thấy toàn là mít không à, có một số cây kia nó nhưng mà làm như là mít là chủ đạo rồi nha. Ở bên phải mình thì có cái dừa dừa, cái này là lột dừa khô. Này lột dừa khô chắc đưa vô khu nghiệp hay là đưa vô chỗ khác để người ta chế biến, có chỗ thì người ta lột rồi người ta bào cái ra luôn, có chỗ thì người ta chỉ lột thôi. Lột cái hình như là 300 ngàn một thiên hay gì, lột cũng cực lắm, ngày lột dữ lắm chừng 2 thiên là chết luôn rồi. Đây thỉnh thoảng người ta có trồng mấy cái bụi xả dọc đường nữa nè, ở đây mai không à, người ta trồng mai mà cứ như là trồng hàng rào vậy. À đây có gòn nữa nè, lâu lắm mình mới gặp mấy cây gòn này nè. Thường cái gòn nó nhiều người ta trồng để cho dê ăn cũng có nữa. Cái cây nó rất là thẳng, nhiều khi làm cột cũng được nhưng mà nó không có bền. Ở phía bên phải mình có cái trại cưa nè, ở đây người ta làm giường ghế tủ gì đủ kiểu hết, ở cây người ta để quá trời luôn. Thường thì mấy bạn chạy ngang các bạn thấy nếu mà cái trại cưa nào mà toàn là dừa không thì đa phần khu vực đó người ta trồng dừa nhiều lắm, còn nếu mà nhìn thấy mấy cái cây ăn trái thì có thể là trồng ví dụ như sồi mít rồi mới có mấy cái cây đó cho người ta cưa. Ở đây là cầu chùa, cũng như hồi đó bên cồn mình nha, trồng toàn là sao chê không à, thì tới chừng đại cưa thì cưa thì chỉ có cưa được cái loại đó thôi, đâu cưa được loại nào nữa đâu, mà sau này trồng nhãn thì chỉ có cưa được nhãn thôi, chứ nếu mà kiếm cây dừa cưa cũng hơi khó nữa, phải vận chuyển chỗ khác lại. Đây có trồng su đủ nữa nè, phía sau thì thỉnh thoảng mình thấy có mấy cây lâm chơm hoặc là măng cụt rồi cũng có nữa, nhưng mà số lượng ít lắm, người ta trồng có người trồng người không chứ không phải là trồng đồng loạt, thậm chí là nhiều khi một vườn nhưng mà người ta đang xen 2-3 loại cây cũng có nữa. Cũng như lâu lâu cái mình leo que thấy vài cây nhãn cũng có, hoặc là vài cây bưởi, có mận nữa, hoặc là me hoặc là xài đủ kiểu hết. Nên phải mình thì toàn là bụp dừa nước không à.
Ở đây mình thấy người ta chơi kiểng rất là nhiều luôn á, gần như là nhà nào cũng có trồng hoa kiểng. Bên trái mình thì nguyên một vườn chuối luôn. Chuối này thì trời mưa nó phát triển tốt lắm, nó đâm con kinh khủng luôn. Bữa hổm nhà mình mới phá vụ chuối mà nay nó mọc lên gần một chục con non à. Thường thì chạy những cái lộ quê vậy nè, mấy bạn thấy nó vắng lắm, nó chỉ là cây cối rồi bóng mát rồi thì nó đã thôi, chứ nó trong lành đó. Mấy bạn chạy mới không cần đeo khẩu trang hoặc là đội mũ hiểm cũng được nữa, tại vì những cái đường này giao thông nó ít đi lắm, gần như là hy hữu, nếu mà gặp thì đúng xui luôn. Nhưng mà hiện tại thì đang mùa dịch thì tốt nhất là đeo khẩu trang đi chắc cú. Chứ thường thường lúc trước là mình chạy mấy cái đường này là mình để đầu trần mình chạy mình rất là thoải mái. Ở đây có sa kê nữa nè, thường thường nhà mà phía trước trồng cái sa kê là nó mát rượi luôn, với lá nó bự nữa, mỗi lần nó rụng ngày nó rụng vài lá lụm nó khê ghê. Còn trồng những cây lá nhỏ nó rụng kinh khủng, quét là đổ mồ hôi luôn. Bên trái mình những con sông mà nhìn à, không thấy tên tuổi gì hết. Thì giống như là con kinh hơn đó, bạn thấy cây không mà mát rượi luôn, mấy cây sa kê này rất là mát luôn. Tới mùa nó có trái, trái đó mấy bạn luộc xong rồi mấy bạn đem chiên ăn rất là bùi luôn, còn không thì chẻ miếng hay chiên luôn cũng được. Thường thường thì ở nhà mình thì có sa kê thì luộc xong rồi chấm đường ăn. Ở đây có nhãn nữa nè, bên trái mình thì có trồng bưởi, ta đồng đang xen tùm lum hết trơn à. Nhiều khi đi ngang gặp mấy cái vườn cam vườn quýt cũng có nữa. Bên trái mình cũng có cái trại cưa nữa, trại cưa nó hơi nhỏ. Đây có cây cầu này mà không thấy tên tuổi gì hết. Cây cầu này nó khá là lạ, khúc này thì là xi măng, còn khúc bụng thì nó lại là sắt. Kỳ đó mình có chạy mấy cây cầu cũng bê tông vậy nè, nhưng mà nó một cái phần bụng rồi đó, cái có chỗ người ta đóng cây vô chạy đổ mồ hôi luôn. Thường những cây cầu đó thì xe lớn ít khi nào nó dám chạy qua lắm, đa phần là xe hai bánh mà. Ở đây người ta buôn bán khá là nhiều nè. À phía bên phải mình là chợ Gia Thạnh, giờ này nó đóng cửa luôn rồi. Ủy ban thì nằm phía bên phải luôn á, nó sát bên chợ luôn. Bên trái mình hình như có cái trường học. Ở đây có ngã tư, ngã tư này nếu mấy bạn quẹo phải thì mấy bạn đi ra ngoài bến đò nha, còn chạy thẳng lên chút nữa thì nó cũng thuộc xã này luôn, nhưng mà nó như là đường cục mà mình thấy cái lộ nhỏ mình không có chạy. Ở phía bên trái mình là trường tiểu học Hạnh Ngãi 2, trường này hình như là cũng mới cất, nhìn rất là khang trang luôn, khổ nỗi là không có cây xanh thôi. Mình nhiều khi mình thích cái trường nó cũ kỹ nhưng mà cây nó nhiều vô nó mới đã, còn trường mà mới tôn như vậy vô nó nóng gần chết luôn, bắt quạt cũng không chịu cũng không nổi đâu, có bắt quá máy lạnh thì còn qua mai. Ở đây thì toàn là cây không mà, ở mấy cây dừa trồng sát lộ nên là toàn là dừa lão không mà. Này mình nghĩ chắc vài năm nữa người ta đốn tới giờ. Giờ đa phần người ta đốn, người ta trồng dừa lùng lùng. Ở bên trái mình có mấy cây cao cũng khá là bự nữa nè. Các bạn thấy đi này là giống như là đi trong rừng dừa vậy. Thường thì đi mùa mưa thì sợ là mấy cái tàu dừa khô ở trên nó rụng xuống thôi. Thường mấy bạn chạy ngoài lộ mấy bạn thấy mấy cái tàu dừa mà nó rụng á, mấy bạn chạy chậm chậm nữa nha, chứ nếu mấy bạn chạy nhanh là nhiều khi mưa nó trơn á, nó trọt là dễ té lắm á. Ở đây thì cũng trồng kiểng với trồng cây giống cũng khá là nhiều. Phía bên trái mình nó là nguyên vườn mai luôn.
phải này hình như là vườn này vườn cây giống đó, người ta làm bầu như người ta ba cái cây người ta vô mô, người ta vô bầu á chứ. Ở đây người ta trồng cây giống là người ta trồng như là trồng rau vậy, nó bự lên xong cái người ta vô bầu, cái người ta sau này người ta ghép cành sao. Anh thấy làm cũng công phu lắm. Ở đây có bụi tre nè, rất là đã luôn. Các bạn thấy những cái bụi tre nó rất là mát. Thường mà chạy ngoài lộ mà lâu lâu gặp những cái bụi vậy, mấy bạn lủi với mấy bạn ngồi nó đã lắm. Rồi bụi tre nó có gió nó thổi xào xạc nghe cái tiếng cũng đã lắm. Nhưng mà lúc về thì chạy gặp những bụi tre nó cũng ít lắm, đa phần người ta đốn người ta phá hết trơn à. Nhưng thường đất mặt tiền thì đa phần người ta buôn bán và người ta cất nhà cho thuê hết trơn à. Cũng như cái đường này nè, nếu mà sau này làm lộ là mình nghĩ là chắc cũng không còn mấy cây này đâu. Ở đây thì gần như là nhà nào cũng cứ cách một hai nhà là có chơi kiển hết trơn à. Ở nhà hoặc là có vườn mai hoặc là vườn bông giấy đâu. Mình chạy tới ngã ba này nè. Này mình nếu mình quẹo trái thì mấy bạn đi về hướng ngay chỗ khu di tích Sài Gòn Gia Định nữa nha. Cái hướng mà đường lên chợ Ba Vác đâu à. Còn này mình quẹo phải luôn. Này mình đi về Phú Sơn. Đó, hơn mấy cái tàu dừa người ta phơi đó, người ta làm củi. Hai bên này mình thấy kiển nhiều lắm. Ở đây người ta bán tạp hóa với bán bia nước ngọt rồi. Chỗ này thì sửa xe. Ở đây trước cửa thì nguyên vườn mai luôn nè. Ở đây có bán bánh xèo nữa. Ở đây bán ngày mới được mấy cái đây nữa. Ở bên trái mình thì có cái con kênh nhỏ. Ở đây bán sầu riêng nữa nè. Sầu riêng giờ thì tới 50-60 ngàn một ký nè. Đợi chừng nào chứ còn 30 thì mình mới ăn nổi. Ở đây có trại cưa nữa nè. Đường này thì nếu mà xe bự thì chỉ có xe qua lâm chạy thôi, còn thỉnh thoảng thì gặp một hai chiếc du lịch thôi, chứ còn xe lớn thì gần như không có. Đây cái lộ nó khá là nhỏ, lâu lâu gặp mấy cây bông bụp nó nở bông đỏ cũng đẹp lắm. Bên phải mình thì gần như là người ta trồng cây giống luôn không à. Đó, mình một vườn mít luôn. Cái này là người ta chưa ra bầu nha, ta mới trồng cây giống à. Người ta trồng nó khít 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 nhau như là đóng đinh vậy. Ở đây mình thấy người ta làm cây giống rất là nhiều luôn. Cái bên trái bên phải mình cũng có nữa. Lâu lâu thì gặp một hai vườn mai hoặc là vườn bông giấy, còn không thì làm cây giống mít, có ổi, có ổi là như mình thấy người ta bó bầu. Ở bên trái mình là nguyên cái vườn chà bá lửa luôn. Ở đây thì trại cưa thì mình thấy ba cái gỗ sồi như cũng nhiều, như đây ta cũng có trồng sồi nữa sao. Ở đây mấy bạn thăm nhắm cây cảnh cũng rất là đã luôn. Đó này là cây giống. Gần như là cách một hai nhà là có người làm à.
phía sau thì người ta trồng dừa đồ, nhưng mà phía trước thì đa phần là toàn cây giống là mít nè, xài cũng có nữa. Ở chỗ này người ta che lưới là chạy mát rượi luôn. Nói chung là ở đây mình thấy người ta chịu chơi ghê luôn á. Lưới xanh mà người ta che nguyên một quốc lộ chạy rất là đã. Với buôn bán thì mình cũng không sợ nắng nữa. Ở đây người ta bơm cát lên để người ta cất nhà hay sao? Ở đây cỏ nó mọc lên trên cái hàng rào, nó làm như là nguyên một cái hàng rào cây luôn, nhìn đã. Ở đây thì dừa dừa, ta đang trồng mấy cái dừa. Dừa thì nó mới nảy mầm mà. Thường thì những cái nhà ở đây nè, người ta sẽ chất lên xe qua lâm, rồi người ta chạy ngoài trục lộ chính này kia rồi lên xe tải sao. Còn không thì xe qua lâm người ta chạy tới chỗ luôn. Còn không thì thỉnh thoảng mình thấy có những cái người ta bỏ những cái giỏ bự á, người ta treo hai giỏ phía sau, giỏ cái yên với giỏ trước nữa, khoảng 4 giỏ. Ở bên phải mình thì toàn bông giấy không à, bông giấy với mai. Ở đây người ta trồng bông giấy Mỹ, người ta lấy gốc cũng nhiều lắm. Còn không thì bông giấy người ta ghép 5 màu. Thường thì cây giống thì người ta bán khoảng chừng 15 tới 20 nghìn một cây bông giấy. Còn mà loại 5 màu chắc cũng bán 200-300 á. Mình có hỏi chỗ kia thử rồi người ta nói như là 300 á. Còn nếu mà Tết thì chắc khoảng 500. Cái chậu cũng bự lắm. Mình thì bữa nay mình đi để mình kiếm một mớ cây giống bông giấy Mỹ về mình trồng chơi. Trồng để lấy cái củ đặng ghép nhánh vô ra bông giấy 5 màu. Chứ giờ thì đang dịch thì cũng đâu có làm ăn được gì đâu, ở nhà trồng bông rồi chơi vui. Mấy cái bao bạn thấy để phía trước đó, thường là mấy cái bao mụn dừa hoặc là tro trấu. Hai cái đó người ta trộn lại với hiêm rơm nữa, ba cái người ta trộn để người ta vô bầu người ta trồng cây hoặc là dăm cành rồi. Ở bên phải mình thì cái trường mẫu giáo Hạnh Ngãi, nay nghỉ hè rồi trường nào cũng đóng cửa này. Chỗ này nó treo cờ lễ gì nữa đây ta, mình cũng chả biết luôn đó. Thường mấy ngày lễ bự thì mình còn nhớ nhớ, chứ mấy ngày lễ nhỏ nhỏ mình bó tay. Ở đây giống như là có cái chợ nhỏ nha. Ở phía trước mặt mình đó là cầu Ông Cớm, không biết phải không, mình thấy cái chữ nó mờ, mình đọc nó mang máng vậy. Cầu này thì là cầu sắt. Nói chung là cái đường này thì toàn là mấy cái cầu cổ không ạ. Còn những cái cầu mới thì đa phần người ta làm ngoài những cái trục lộ giao thông chính đó. Ở đây nó có mấy cây bàng, nó rất là mát luôn. Ở đây có cà phê giống nữa nè. Mà này sát lộ nên nắng nó hơi bị nóng. Thường thì những chạy những cái lộ quê nè thì uống nước mía là ngon nhất. Nước mía thì có chỗ 5.000, có chỗ thì 10.000. Nó ở đây thì toàn là mít không à, có ổi nữa này, hình như là có chanh hay là cam gì đó. Hai cái hàng đó thì mình thấy nó khá giống, mình không có phân biệt được. Cây nó bự bự thì còn nhìn ra, cái cây nó nhỏ xíu rồi nhìn kiểu bó tay nữa. Ở bên đây cũng có nữa. Gần như là mình thấy cái dừa là nó hơn 50% là mít không à. Ở bên trái mình thì bông giấy Mỹ, nó làm thành nguyên cái hàng rào luôn á. Phía trong người ta cũng có trồng mớ nữa. Tất cả ở đây mình thấy người ta trồng bông giấy Mỹ với lấy củ cũng nhiều lắm. Thường người ta trồng, người ta trồng lên hai cái chậu với nhau, cái là nó ăn sâu xuống là nó ra cái củ chà bá lửa luôn. Rồi cái người ta đào cái củ lên, cái ta ghép màu vô.
Thường cái chậu mà nếu mà ghép màu xong rồi là bán là 300-400 ngàn là rẻ đó. Ở bên phải mình thì cũng cây giống không. Mấy bạn muốn mua cây giống thì bạn lên đây. Nhưng mà nếu mấy bạn mua, các bạn phải hỏi giá nhiều chỗ nha. Chứ để người ta nhiều khi thấy mình ngơ ngơ, người ta vô người ta chặt cũng kinh khủng lắm. Cũng như mình biết giá bông giấy, mình lủi vô mình cũng bị mấy chỗ người ta khứa cổ. Thường mấy chỗ đó hỏi giá không được, mình ghét mình đi, chứ mình không có trả lời gì nữa. Người ta chửi. Ở bên phải mình cũng bông giấy nè. Cũng như cùng là một loại bông giấy đi, mình lên cái chỗ kia mình hỏi bông giấy cẩm thạch là bao nhiêu một cây. Này người ta bán có 50.000 à. Lại chỗ kia người ta bán 180. Người ta nói này hân lắm, thấy quen người ta mới để ghẻ nha. Mình cũng bó tay luôn. Đó. Bông giấy bên phải mình á, mấy cái cây trắng trắng là bao đó là cẩm thạch á. Thường mình thấy người ta trồng bông giấy thì người ta trải cái mũ, cái người ta để cái chậu lên làm như vậy như nó bớt cỏ hay gì, dưới đất nó giữ được độ ẩm nè. Này là mình qua bên xã Phú Mỹ rồi nha. Bởi vì nhiều khi cứ tưởng là đi vô dựa hoặc là vô cái trại ươm luôn, mua nó rẻ, thật ra cũng tùy nữa. Có nhiều người thấy mình lạ lạ vô người ta cũng chặt chém cũng kinh khủng. Với đa phần là những cái dừa chứ cái vườn ươm người ta bán số lượng lớn không à. Ở bên phải mình người ta cũng đang dăm cành bông giấy nha. Ở đây thì mình thấy bông giấy với mít, hai cái đó rất là nhiều luôn. Hôm bữa thì đi xã bên xã Thanh Tân thì người ta trồng măng cầu na với măng cục, hai cái đó nhiều. Bữa cái dọc đường lên từ Ba Vác lên Chợ Lách giống như nó toàn là ba cái mít không à. Làm như lúc gầy mít xuất khẩu được hay gì á, nên người ta trồng rất là nhiều. Tại vì mình có quen với cái ông cụ kia cũng như nó, ông cũng trồng mít nữa. Ở phía bên phải mình là bông giấy nè. Mấy cái bạn thấy người ta đeo bịt mũ á, là đa phần là người ta ghép 5 màu á. Người ta cắt nó trụ lũi trơn à, rồi người ta ghép nhánh vô, cái người ta bọc ni lông lại. Ở cái vườn bên phải mình rất là đã luôn. Cái này thì ngay cái đợt Tết nó mới nở bông, nó mới đẹp. Chứ còn bây giờ thì người ta đang ghép được không à. Ở mấy cái bao để trước á, thường thường là cho trấu hoặc là mụn dừa. Trấu chứ, trấu hoặc là mụn dừa mà. Ở đây người ta xài rất là nhiều. Đó, hai bên mình thì toàn là bông giấy không á. Bông giấy ở đây thì vô chậu hết rồi. Ở đây thì xuống đất. Quá trời luôn, mấy ngàn cây mà. Thường thì người ta có cái vàng phun người ta phun mà, chứ sáng mà cầm cái gào mà đi tưới từng cây thì cứ tưới tới chiều chưa xong. Nhà cửa ở đây mình thấy nhiều căn cũng đẹp lắm. Nhiều căn nhà mà cất mình cứ tưởng là biệt thự cũng không chừng nữa. Cũng tươm tất lắm. Nhà mà phía trước mà che cái lưới vậy là mình khoái nè, chạy cái lộ nó mát rượi à. Rồi có những cái hàng rào, ví dụ như hàng rào bông giấy hoặc là bông bụp hoặc là bụng sụm rồi cũng có nữa. Ở đây có mấy cây phượng. Phượng thì lúc gầy nó hết mùa trổ bông rồi. Cách đây nếu mà chừng một tháng rồi đi thì nó mới gặp, còn giờ nó trổ gần hết rồi. Ở bên trái mình thì cũng là vườn ươm nữa. Ở đây là gần như mình thấy hộ nào cũng làm vậy hết. Không trồng bông thì cũng làm vườn ươm hết trơn à. À bên phải mình cũng vậy nữa nè. Mít không à. Bên trái mình thì bông giấy.
trước mặt mình đó là cầu Năm Tán. Ở đây làm như có cái chợ rồi nha, ở đây người ta buôn bán nhiều lắm nè, đây có ngã tư nè, đây thì buôn bán trái cây được không ạ? Tại giờ mình đi cũng gần 11 giờ rồi, giờ ta cũng gần ngủ hết rồi, giờ nắng này nó cũng hơi gắt nữa, giờ gần như là đứng nắng rồi. Đó hai bên thì toàn là để mít không ạ, gần như mình thấy dựa nào cũng vậy, người ta để mít ở ngoài cửa, còn phía sau thì mới để mấy loại cây khác. Đi ngang thì có người thì người ta đang vô bầu, có người thì đang dăm cành, có người thì đang ghép cành cũng có. Như lúc về thì đa phần người ta tưới thì người ta có dàn phun sẵn, người ta bật lên người ta phun cũng khỏe lắm. Chứ dạng cây giống mà vàng xịt dồi là nó bung mấy cái bầu hết, nó yếu gốc liền. Ở hai bên này toàn là mấy cái dừa bự không à. Ở đây bán cây giống rồi có bán kiểng nữa nè, đó mấy cây bông giấy mà mày thấy. Ở đây có dừa dừa nữa, này làm dừa giống. Mình thấy cái đó mình đi lại nhà bạn mình thấy nó làm dừa giống cũng dễ lắm, dừa khô quá nó dùng một đống đó, cái nó xịt nước ngày nó xịt hai ba lần vậy đó, cái nó dựng lên chồi rồi cái bự bự xíu cái nó dục vô cái bầu rồi xong, vậy là như nó bán 10.000 mười mấy ngàn gì một cây á. Nó đây cũng đang ươm cành nữa nè. Thường là những cái trại cây giống như đó, ví dụ như bạn mua bầu bí hay gì nữa, người ta cũng có bán nữa. Nói chung là mua gì thì ta ươm đó ta bán cho mình nè. Su đủ là măng cụt rồi đủ kiểu hết. Ở này hai bên thì toàn là dừa nước không à. Cái này là giống như là cái con kênh dẫn nước hay là con mương vậy đó. Rồi dừa nước lâu ngày nó mọc biết cái bích dịch luôn. Ở đây thì xài đường này hình như là không có đèn đường. Đây cũng vừa cây giống nữa nè. Thường thì những cái chỗ nào mà người ta đang ươm á, là người ta có che lưới. Đó, bạn thấy đó. Còn khi nào mà cây mà nó mạnh rồi đó, người ta ra bầu rồi đó, người ta mới đem ra ngoài nắng, người ta phơi thôi. Chứ còn nếu mà cây mà còn non quá mà phơi nắng trực tiếp đó là nó quéo hết. Ở phía bên trái mình thì có cái dừa dừa đó. Ta đang chất cây giống lên. Rồi ta chất bích dịch chiếc xe luôn. Ở đây thì làm cái này thì dằn nắng mà nhiều khi nó cũng đen thui chứ nó không có trắng trẻo gì đâu, đa phần là nông dân là vậy. Nhiều người mình thấy người ta đen mà đen đỏ luôn á, chứ không phải là đen bình thường nữa. Tại vì đa phần thì nông dân thì ai cũng tay lắm chân bùn hết. Thường người ta dựng những cái dàn giáo lên vậy đó, cái người ta căng những cái miếng lưới xanh lên, cái người ta che lại. Ở bên phải mình là nguyên cái vườn này là mít, người ta đang trồng lấy giống, chưa có vô bầu, nó mới cao cúc cúc vậy, cái đó gần như ta phải vô bầu hay sao á. Ở đây bông giấy, bông giấy thì bữa nay thì nó nở lác đác à. Bên phải mình đó là ủy ban xã Phú Mỹ, ở đây giống như là có cái chợ nhỏ mong cái tên,
Rồi clip mình kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác. Thank you.